Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước mình có đặt một món hàng trên Amazon, đó là một cái nồi chiên không dầu. Thì hôm nay đây, hàng đã tới đây, một cái nồi chiên không dầu. Và hôm nay mình sẽ mở hộp ra để xem nó như thế nào nhé. Thì mình đã đặt cái hàng này là tầm khoảng 3 ngày, đặt trên Amazon Nhật Bản, rất là tiện lợi các bạn ạ. Tối hôm đó mình đặt thì 3 ngày sau là hàng đã tới đây. Và mình có thể đặt cho nó thì trên bên giao hàng thì nó có thể mình hẹn giờ được nữa. Mình muốn hẹn giờ khi nào mình rảnh đó thì mình nhận. Thì hẹn nó có từng khung giờ khác nhau đây. Và chiều hôm nay thì mình hẹn đó là từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối là thời gian này mình rảnh. Thì mình đã hẹn giờ này để cho nhận hàng. Mình có mặt ở nhà để nhận hàng. Đây, hôm nay sẽ bóc hàng cho các bạn xem. Đầu tiên đó là có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và bằng tiếng Nhật. Cuốn sách hướng dẫn sử dụng có bằng tiếng Anh và bằng tiếng Nhật. Khá là nặng các bạn ạ. Đây, nó đây, cái nồi chiên không dầu. Đây, đây, nồi chiên không dầu. Nồi chiên này thì nó không sử dụng dầu nha các bạn. Nó sử dụng phải gọi là dầu ăn mà mỡ tự nhiên trong những con cá hay là thịt đó. Và nó làm nóng trong không khí bên trong và chiên một cách tự nhiên. Nó không có sử dụng, không cần dầu ăn nữa. Nó sẽ tốt cho sức khỏe. Đây, bên trong thì có cái này đây. Đây một cái nồi. Cái dĩ này thì mình sẽ đặt vào đây. Đây, đặt vào cái nồi như thế này. Giờ mình để thịt, để cá, để này nọ vào trên đây và nó sẽ chiên. Đây,